Hiện nay trên thị trường xe đạp quốc tế nói chung cũng như là xe đạp Việt Nam nói riêng có rất nhiều những mẫu xe khác nhau được giới thiệu đến quý khách hàng mỗi ngày. Chính vì thế đã vô tình khiến cho những người muốn tiếp cận bộ môn xe đạp hay là tìm hiểu về bộ môn thể thao mới này gặp đôi chút khó khăn trong việc nắm bắt thông tin. Vậy thì trước khi mua một chiếc xe yêu cho bản thân, mọi người cần nên lưu ý một số tiêu chí sau đây. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Tâm Đức. Và như Duyên đã chia sẻ ở đầu video thì có rất nhiều những tiêu chí khác nhau để cho mọi người có thể lưu ý đến và lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp phù hợp với nhu cầu. Vậy thì mong mọi người sẽ theo dõi hết video này để cùng Duyên và Xe Đạp Tâm Đức hãy xem là những tiêu chí đó là những tiêu chí nào nha. Đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ cần nhắc đến đó chính là tính khí động học. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng với những người đạp xe. Và chúng ta thấy được rằng tính khí động học luôn là tiêu chí đầu tiên mà các thương hiệu nhắm đến khi mà họ đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng vào trong sản phẩm của mình. Vì khi có tính khí động học thì chiếc xe của chúng ta sẽ được tối ưu nhất một cách có thể và giúp cho những người đạp xe có thể sở hữu được một chiếc xe ưng ý với nhiều nhu cầu khác nhau. Thứ hai là chúng ta sẽ nhắc đến đó là yếu tố về mặt trọng lượng. Khi nhắc đến trọng lượng của một chiếc xe đạp thì không có khái niệm là quá nặng hay quá nhẹ. Tuy nhiên bên cạnh sở thích cá nhân của bạn thì trọng lượng của một chiếc xe đạp sẽ quyết định đến những chiến thuật hợp lý nhằm chinh phục những cung đường khác nhau, như có thể đó là đồi núi hoặc là những cung đường bằng phẳng trắc trở khác nhau. Thứ ba đó là thiết kế tổng thể. Chiếc xe đạp đua hoàn chỉnh sẽ là một chiếc xe đạp có thiết kế tổng thể và kiểu dáng phù hợp với người đạp xe. Bên cạnh những màu sắc, những hoa văn thì chúng ta cũng sẽ cần quan tâm đến nước sơn. Vì nước sơn tốt sẽ giúp cho sản phẩm được bền lâu, tránh những bong tróc và đồng thời bảo vệ xe không bị han gỉ từ những tác động của môi trường. Và yếu tố thứ tư đó chính là sự thoải mái. Cho dù đó là một chiếc xe đạp đua cao cấp hay là mẫu leo núi siêu nhẹ thì tất cả các nhà sản xuất đều cố gắng hết sức để có thể làm cho chiếc xe đạp của mình trở nên thoải mái nhất có thể. Và thật may mắn rằng những cái khung sườn siêu cứng hay là những cái khung sườn mà khó tháo lắp đã qua rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy là những mẫu xe được trang bị những khung sườn, những bộ phận, những trang thiết bị rất dễ để có thể sửa chữa cũng như là có thể thay thế. Thứ năm đó chính là bộ truyền động. Không có gì ngạc nhiên khi mà Shimano chính là group set đang được sử dụng thường xuyên nhất trên các mẫu xe hiện tại. Hiệu suất chuyển số hoàn hảo, lực phanh ấn tượng và khả năng điều chỉnh phanh chính xác đang khiến nó trở thành một trong những trang bị không thể chối cãi trên thị trường hiện nay. Chúng ta thấy là cho dù đó là một mẫu xe địa hình, một mẫu xe touring hay là một mẫu xe đạp đua thì group Shimano vẫn đang là một trong những bộ group set đồng hành cùng với các nhà sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể kể đến như là bộ group set của Retrospect hay là trên mẫu chiếc xe đạp Lifeline này, đó là bộ group set của LTU R7. Yếu tố thứ sáu mà chúng ta cần phải lưu ý đến đó chính là đĩa phanh. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là đĩa phanh thường xuyên được sử dụng đến đó chính là đĩa phanh 160mm và đều đồng bộ sử dụng trước sau. Tuy nhiên để đạt được hiệu suất phanh cao hơn, cân bằng hơn thì Tâm Đức Cycle khuyên bạn nên sử dụng đó là ở đĩa trước là 160mm và ở đĩa sau là 140mm. Bởi lẽ trong nhiều thử nghiệm khác nhau thì đây vẫn là sự kết hợp mang lại hiệu quả tốt nhất. Và yếu tố cuối cùng mà mọi người cần lưu ý đến đó chính là bánh xe. Bánh xe là một trong những bộ phận quan trọng nhất và nếu bộ mâm không hài hòa với ý tưởng tổng thể của chiếc xe đạp thì nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất tổng thể của cả một chiếc xe. Một số chiếc xe thì chúng ta sẽ thấy là có vành rất sâu và điều đó sẽ dễ bị gió cắt ngang, còn một số vành thì phẳng quá và có thể dẫn đến là những sự cố đáng tiếc xảy ra. Và để sử dụng cho tất cả mọi mục đích thì Tâm Đức Cycle khuyên bạn nên sử dụng độ sâu vành đâu đó là khoảng tầm 45-55mm. Vâng, và vừa rồi đó là những chia sẻ rất nhanh về 7 bộ tiêu chí mà mọi người cần nên lưu ý ở một trong những mẫu xe mà mọi người mong muốn mua về để chúng ta có thể sở hữu và đạp ở những cung đường khác nhau. Và ngày hôm nay thì Duyên mượn 3 mẫu xe của Sava và Life để có thể
giới thiệu đến mọi người những tiêu chí này một cách rõ nét nhất. Bên tay phải bên đây đó là Savaki 380, còn ở giữa đó là chiếc Sava X9 Pro Max, còn ở đây đó là chiếc Lifeline. Rõ ràng là chúng ta thấy là mặc dù đây là những chi tiết, những yếu tố rất nhỏ thôi, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đạp xe cũng như là quá trình mà mọi người sử dụng chiếc xe trên những cung đường. Nếu như chúng ta tìm được một chiếc xe phù hợp, một chiếc xe đúng với sở thích của chúng ta, thì chắc chắn quá trình đạp xe nó sẽ mang lại tính hiệu quả hơn. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video từ nãy đến giờ. Và nếu như có những góp ý, những comment hay là cần tìm hiểu về những mẫu xe khác của cửa hàng xe đạp Tam Đức, thì mong mọi người hãy để lại comment ở phần bên dưới hoặc liên hệ với bộ phận kinh doanh để được tư vấn nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.